Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo một cây máy cắt cỏ nha. Cây này nó có cái thương hiệu là Maruyama các bạn. Đây, Maru ha. Maruyama, và nó có cái tên riêng là MB320. Cây MB320 này nó sở hữu một cái nòng là 38 ly nha các bạn. Nòng 38 ly và dung tích nó là 32cc. Với tầm làm vườn của mình rất là mạnh mẽ các bạn. 32cc, 38, nòng 38 ly. Nó sở hữu một cái chụp giật thường nha các bạn. Chụp giật thường, chụp giật siêu bền nha. Giật rất là bền bỉ luôn. Rất là bền nha. Nắp xăng kính nha các bạn, nắp xăng kính đây, có gòn đệm rất ngon ha, không có lỗ thông hơi nha. Tại vì cái dòng Maruyama này nó có lỗ thông hơi riêng ở chỗ khác để nó không làm chảy xăng đấy các bạn. Ở trên nắp này nó có cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy thì gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn, nhớ điều đó nha. Nếu không có nhớt là đi toi cái máy nha. Xăng cộng với nhớt. Xăng cũng là loại tốt nha các bạn. Nhớt cũng là loại tốt. Nhớt hai thì nha các bạn. Vì dòng máy này là dòng máy hai thì cho nên mình phải pha nhớt hai thì ha. Với tỷ lệ thì xăng 1 lít. Nhớt 50cc. Xăng ha. Xăng 1 lít. Nhớt 50cc nha các bạn. Nếu mà các bạn thường xuyên chạy máy lớn ha, hoạt động tối đa thì mình thêm nhớt vô nha các bạn, khoảng 60-70 cũng được nha. Thì với cái tỷ lệ pha như thế thì cái máy mình, cái sumi bít tông rất là bền nha các bạn. Nó không bị chạy xước bít tông, không bị xếp bạc ha. Mình pha ít nhớt thì chạy nóng lên nó dễ bị xếp bạc ha, nó dễ bị chạy xước bít tông, sumi. Nó chạy một cái chế quạt khí quanh rồ nha các bạn. Chạy chế quạt khí quanh rồ. E gió đây các bạn. Để mình cho các bạn xem chế quạt khí quanh rồ của nó ha. Các bạn quan sát xem cái máy còn rất là đẹp ha. Zin nguyên bản hết nha các bạn. Zin nguyên bản hết. Đây, chế quạt khí của nó đây. Đây, chụp bồ của nó các bạn, có logo của Maruyama ha, rất là đẹp ha. Máy này của Nhật Bản nha các bạn, Nhật Bản, máy Nhật Bản. Đây, chế quạt khí quanh rồ của nó đây các bạn, rất là đẹp, e gió sắt ha, rất là bền bỉ luôn. Ở đây có cây chỉnh tốc độ thấp nha các bạn, chỉnh xăng tốc độ thấp. Có nghĩa là cây này nó rất là phê đối với tốc độ thấp nha các bạn. Tốc độ thấp nếu mà mình chạy cầm chừng, chạy nhỏ, không êm, ăn xăng và không nhạy thì do cây này sai nha các bạn. Cây này chỉnh đúng, nó có khoảng 4 vòng các bạn. 4 vòng dặn cứng nới ra khoảng 4 vòng ha. Kết hợp với cây này nó sẽ có một cái, nó cho mình một cái tốc độ cầm chừng rất là êm ha các bạn, chạy nhỏ đếm từng tiếng ha, và khi khởi động lại thì nó rất là nhạy nổ, là cây này đã chỉnh đúng nha các bạn. Còn nếu cây này á mà mình chỉnh sai thì nó sẽ không nhạy nổ nha, nó thiếu thì nó không nhạy nổ, nó dư thì nó hao xăng ha. Rất dễ các bạn, không có gì khó hết. Ở đây nó có chữ quanh rồ các bạn. Nếu các bạn nào tin mắt thì sẽ thấy ở đây có chữ quanh rồ ha. Chế quạt khí quanh rồ của Nhật. Nó chạy một cái tum rời ha. Tum rời này rất là đã các bạn. Có giải cách nhiệt ha. Chống sốc, chống rung. Đây các bạn. Maruyama ha. Rất là đẹp. Rất là uy tín luôn ha.
này nó chạy có tay ga, nó có tích hợp công tắc cho nên ở đây nó có xúc kết đây các bạn. Ở dưới nắp nó có mét in sa băng nha các bạn. Đây chúng ta sẽ đang xem mét in sa băng ha. Đây các bạn, đây mét in sa băng, các bạn có thể chụp hình nè nha. Ở phía dưới này nó có logo của Maruyama nữa các bạn. Ở đây là núm bơm mồi ha, đây núm bơm mồi để mình mồi xăng lên cho mau nổ ha, máy mau lên xăng. Cả bộ e sắt nè, xài bền cực kỳ các bạn, không có bị gãy bị hư ha. Máy rất đẹp các bạn, các bạn nhìn xem máy rất là mới, rất là đẹp luôn, chạy tiếng nổ rất là đanh luôn. Bô lửa nó đây ha các bạn, bô lửa dòng bô hai mảnh ghép nha các bạn. Các bạn có thể tách cái bô ra làm hai ha, và vệ sinh bô rất là thuận lợi các bạn. Vệ sinh bô mà gặp cái bô ha, dòng bô hai mảnh ghép thì mình khỏi cần phải đốt ha, cần phải đốt, không cần phải khó khăn gì, mình tách làm hai mình vệ sinh rất là dễ các bạn khi mà nó bị nghẹt bô. Maruyama và đẹp tùm rời ha, cần láp 24 tỳ 7 ly 7 khía các bạn. Tay nắm này, rất là đã ha, dây ga nè nó bao bọc rất là kỹ lưỡng ha các bạn, đưa nó tăng cái độ bền lên cao các bạn. Dây cộng tắc nữa nè, cùm nữa nè. Tay nắm của Maruyama thì hết ý, rất là bền. Cộng tắc đây các bạn, tay ga đây rất là nhẹ các bạn. Các bạn cái tay ga này các bạn có thể biến nó thành tay ga sống ha. Các bạn dặn thật nhẹ, thật cho nó thật nhẹ ha. Các bạn lên ga rất là nhẹ nhàng luôn ha. Thì mình cắt ga sống thì nó cái máy nó ít có bị hú lớn các bạn. Nếu các bạn để ga chết một chỗ thì cái máy nó rất là hú ha. Khi nó không tải thì nó hú lớn lắm. Còn mình cắt ga sống thì khi không tải mình bớt nhỏ xuống, cái máy nó chạy rất là đầm. Maruyama MB 320 trắng cỏ zin của nó luôn các bạn, zin một màu luôn ha, cùi zin của nó luôn nè. Cùi này có siêu chống dính cỏ các bạn, cái chén úp ngược từ dưới lên nè, siêu chống dính cỏ ha, mới chát luôn, rất là đẹp. Ở phía dưới này nó có chống mài mòn các bạn, chống mài mòn ha, để bảo vệ cái đầu ốc này các bạn, nó không bị tiếp xúc với dưới đất, nó sẽ rất là chậm cái mòn cái đầu ốc này, giúp cho mình dễ thao tác, dễ tháo dao các bạn. Nó có nhiệm vụ là nó bảo vệ cái đầu ốc ha. Ở đây nó có cái lỗ chốt đây các bạn, đây các bạn đưa cây vào đây các bạn sẽ chốt được ha, rất là dễ các bạn. Lỗ chốt này nó đưa ra đây rất là dễ, dễ chốt ha. Để mình cho các bạn xem, đây mình xây lử từ từ ha, thì mình sẽ chốt được các bạn. Cây này hơi to, hơi to một tí nó không vô, mình lấy cây nhỏ hơn ha. Đây, cái lỗ chốt là đâu rồi, mình dò cái lỗ chốt nó coi. Đây nó vô lỗ chốt ở đây các bạn ha, nó sẽ cứng ha, ha. Nó lọt lỗ chốt rồi các bạn. Đây, cây này cái vô, cây này nó hết hơi khó vô một tí ha các bạn, cây nhỏ hơn nó sẽ dễ vô ha. Đây, tổng thể cái máy mình đây các bạn,
rất là đẹp ha. Giờ để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Để bô đây đi, để mình nổ thử cho các bạn xem. Mặt rất là nhạy nổ luôn. Rồi đầu tiên thì mình cũng bơm xăng nha các bạn, đóng bơm xăng ha, đóng e ha, giật thì nó ho lên một tiếng thì giật giật nó sẽ nổ luôn ha. Kéo e xuống lại ra không kịp hết. Rất là nhạy nổ các bạn. Các bạn rồi nó lên xăng rồi đó các bạn cứ giật là nó nổ thôi. Hơi rất là dữ các bạn, một vòng tua thôi ha. Một vòng tua. Rất là nhạy. Rất là đanh các bạn, rất là mạnh mẽ. Tiếng nổ Granny của nó rất là đã ha. Rất là êm luôn. Rồi, cái video mình giới thiệu cây Maruyama MB 320 320 MB 320 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.